Vâng, chào các bác nhé. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship đó. Và lưu ý các bác là gọi điện thì đừng nhắn tin nữa để tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship nhé và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên shop sẽ bao ship cho anh em nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy, đơn hàng từ 200k trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ở La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Rồi, chào các bác, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Em xin giới thiệu, em là Phạm Huấn. Các số hotline bên em có thể liên hệ nha, các bác có thể liên hệ. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác cho là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, một con khăn tắm như này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k, đợt này về cho bác giá rất tốt luôn, chỉ còn 40k cho con khăn tắm này nhá. 40k thôi. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm nhá, 140 cm. Đó. Rất dài luôn các nhá. 70 x 140 cm. Chất liệu của nó thì bằng sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đấy, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn các nhá. Đấy. Sợi bông tự nhiên thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn các nhá. Đấy, một con khăn tắm như này. Rất đẹp các bác, hàng rất đẹp luôn các nhá. Đấy. Hàng rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Khăn tắm Hàn Quốc. Kích thước của nó, chiều ngang của nó sẽ là 7 cm này. Đấy, chiều ngang của nó sẽ là 70 cm và chiều dài là 1m4. Đấy, một gấp đôi luôn, 70 1m4 các bác nhá. 70 1m4. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn, chùm kín cả người luôn. Các bác tắm xong các bác chùm vào phát như này là khô hết luôn, rất sạch sẽ nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho một chiếc khăn tắm như này thôi. Giá siêu rẻ cho bác luôn nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc này, giá của nó sẽ là 40k cho một chiếc khăn tắm như này các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi cốt tông tự nhiên. Đấy, thấm hút nước cực kỳ tốt và rất là êm. Đấy, rất là êm mềm mại các bác nhá, rất là êm mềm mại, rất là thích luôn. Các bác có thể mua để làm khăn tắm rất là thích các bác nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc, giá là 70.000. Đấy, bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhé. Có mấy màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đây, hàng của Hàn Quốc này. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có 40k thôi. Kích thước của nó là 70 x 1m4. Hàng cực kỳ rộng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bọc cỗ quá nhá. Các bác lên trên là bọc cỗ. Một bịch này của nó thì nó sẽ có khoảng cho các bác là đi từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, các bác dùng để bọc cỗ, bọc thức ăn thì rất là ok nhá. Đấy, bên shop gọi là bọc cỗ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một bịch bọc cỗ như này. Đấy, đây. Các bác có thể chùm vào này. Đấy, nó rất là tiện luôn. To nhỏ vừa hết, nó có dây chun nhá. To nhỏ vừa hết luôn. Đấy. Lên mã giúp em là bọc cỗ nha các bác nhá. Đấy, lên trên là bọc cỗ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bọc cỗ như này. Đấy, lên trên là bọc cỗ này. Đấy, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k nhá. 20k cho một bịch này. Số lượng của nó từ 80 đến 100 cái nhá. 80 đến 100 cái. Đó. 80 đến 100 cái cho một bịch như này nhá. Bọc cỗ, giá của nó sẽ là 20k. Đây. Qua lên trên là bọc cỗ, giá của nó sẽ là 20.000 cho cái bịch bọc cỗ như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ cắt móng tay này. Bộ này của nó sẽ là bộ 3 móng nhá, bộ 3 móng như này. Đấy, bộ 3 móng Đức như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Một cái bộ 3 móng như này qua này. Đấy, rất đẹp cho các bác nhá. Đấy. Lên trên là bộ móng 3 Đức nhá, bộ móng 3 Đức đây. Một bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 cái bấm móng như này. Đây. Ba cái bấm móng này, hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá, rất chất lượng luôn. Cái này nó có cả cái phần đẩy lên này, đẩy lên để các bác cắt các cái phần móng tay thì nó sẽ lọt vào đây, nó lọt vào đây các bác nhá. Cắt rất là ngon luôn. Nó sẽ kéo có cho các bác là một con bấm đại này, một con bấm trung này. Đấy, con này bấm trung này và con này là bấm khóe nhá. Con này để các bác chuyên bấm khóe luôn. Đó, sẽ có cho các bác tổng là đi 3 cái như này. Bộ này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên xem là bộ móng 3 nhá. Đấy, bộ móng 3 Đức. Giá của nó sẽ là 130k. Đấy. Bộ 3 móng Đức này, bộ 3 móng này. Đó, bộ 3 móng Đức giá thì chỉ có 130k thôi. 130k cho cái bộ 3 móng Đức này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Giá của nó sẽ là 130.000. Hàng đựng trong hộp nhôm như này, các bác có thể mua về sử dụng này, cho biếu tặng làm quà. Rất là sang xịn mịn luôn và giá rất hợp lý, chỉ có 130.000 cho cái bộ bấm móng này thôi nhá. Lên trên là bộ bấm móng 3 Đức, giá của nó sẽ là 130k. 130k thì cái bộ bấm móng 3 Đức như này. Đấy, giá nó sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mũi khoan đỏ nhá. Cái này thì bộ này của nó sẽ có bao gồm cho các bác là 3 mũi. Đấy, 3 mũi khoan và 3 mũi tazo gen. Đấy. Lên mã cho em là mũi khoan đỏ. Bộ này thì bên shop đang gửi tới quý các bác anh chị giá cực tốt luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 100. Bên bộ này thì bên shop đang gửi tới quý các bác anh chị giá cực tốt luôn nhá. Đấy. Đây, một cái bộ 3 móng Đức như này. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy. À, bộ xin lỗi các bác là cái bộ bộ vít đỏ nhá. Các bác lên xem là bộ mũi khoan đỏ. Đấy, mũi khoan đỏ, hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái này.
6 cái. Thì đây kích thước của nó này. Cái này thì nó được làm từ thép gió nhá, thép gió các bạn. Thép gió thì nó sẽ là siêu bén cho bác luôn. Thứ nhất là làm từ thép gió, thứ hai là có mạ gọi là titan, đấy, phủ titan, thép gió phủ titan các nhá, cho nên là nó rất là bén luôn. Đó, rất là bén, các bác dùng để khoan sắt, khoan inox rồi khoan gỗ, nói chung là đa năng luôn. Đấy, cái mũi khoan tháp này là khoan được đa năng và trên mọi chất liệu nhá, trừ kính cho em thôi. Đó, nó sẽ có các bác là mũi là 412, 432 và 420. Đấy là ba mũi khoan. À, ba mũi khoan, còn là mũi taro thì nó sẽ có cho các bác là ba mũi taro nữa. Đấy, có ba mũi taro, một cỡ 6, một cỡ 9 và một cỡ 10 gì đó. 6 6 9 và 10, cỡ 10 gì đấy. Cái này chắc là 10. 6 468 các nhá. Đấy, hình như 468. Đấy, sẽ có cho các bác là ba cỡ như vậy. Thì lên cho em là mũi khoan hộp đỏ nhá, mũi khoan hộp đỏ. Bộ mũi khoan hộp đỏ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là mũi khoan hộp đỏ nhá. Mũi khoan này, đó. Mũi khoan hộp đỏ nhá, hộp đỏ, hộp này nó màu đỏ mà. Mũi khoan hộp đỏ, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho cái bộ mũi khoan hộp đỏ như này. Đấy, giá của nó sẽ là 150.000 cho bộ mũi khoan hộp đỏ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thuốc trị lên cho bác cái thuốc trị hôi chân hôi nách nhá. Đấy, một lọ này của nó thì giá của nó sẽ là 60k cho một lọ này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là chuyên trị hôi chân hôi nách các nhá. Các bác bị hôi chân hôi nách thì dùng cho em một hai lọ này là nó sẽ trị dứt điểm cho bác luôn. Chuyên hôi chân hôi nách các nhá, chuyên trị hôi chân hôi nách. Rất là tiện dụng luôn, các bác chỉ cần là xoáy nắp vào và các bác xịt thôi. Đấy, bác nào chuyên bị hôi chân hôi nách kinh niên lâu năm là xịt cái này cho em là sẽ khỏi luôn nhá. Đấy, chuyên trị hôi chân hôi nách các bạn, rất tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có 60k. Lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Đó, hôi chân này. Đó, hôi chân hôi nách, đó, hôi chân hôi nách. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho lọ hôi chân hôi nách này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ hôi chân hôi nách này. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện dụng và sử dụng rất là nhỏ gọn và tiện dụng có nhá. Giá thì chỉ có 60k thôi, 60k cho một lọ hôi chân hôi nách này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô thảm các bác nhá. Các bác lên cho mã cho em là thảm 5D nhá. Lên cho em là thảm 5D. Kích thước của nó sẽ là 40 nhân với lại 60 và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con thảm 5D như này. Giá của nó sẽ là 45k nhá. Lên cho em là thảm 5D nhá. Đó, thảm 5D. Giá của nó sẽ là 45k trong chiếc. Kích thước của nó sẽ là 40 nhân với 60 nhá. 40 nhân với 60. Đấy, lên mã giúp cho em là thảm 5D. Đấy, kích thước của nó sẽ là 40 nhân với 60 và giá của nó sẽ là 45k. Đấy, giá của nó sẽ là 45.000 cho một chiếc thảm như này. Ở đây của nó thì nó sẽ có rất là nhiều màu sắc khác nhau, rất nhiều màu sắc này. Đấy. Nó in 5D rất là đẹp luôn, in 5D rất đẹp quá nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một con thảm in 5D như này, rất đẹp luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ là chất liệu của nó sẽ là bằng nỉ các bác nhá. Đây, nó sẽ là bằng nỉ như này con này. Đấy. Mặt trên của nó bằng nỉ siêu thấm hút các bác nhá, mặt trên bằng nỉ siêu thấm hút và mặt dưới này của nó thì bằng cao su non. Thứ nhất là chống trơn trượt, thứ hai là có cái độ bám dính rất là tốt nhá, chống trơn trượt, bám dính tốt và nó sử dụng thì nó rất là bám nền nhá và thấm hút nước rất là tốt luôn, thấm hút nước rất tốt. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Một cái con thảm như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 45.000 thôi. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò và giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, chất liệu của thảm này rất đẹp luôn. Mặt dưới bằng cao su non chống trơn trượt, mặt trên thì bằng một lớp nỉ. Nỉ này của nó là thuộc cái dạng là nó nỉ nó dệt trực tiếp trên cái cao su như này, cho nên nó rất là chắc luôn. Các bác dùng không sợ bị bong chốc, bị xỉn, bị thế này thế nọ. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý nhá. Đấy. Giá chỉ có 45.000 thôi các nhá. 45.000 cho cái thảm như này. Quá rẻ luôn các nhá. Đấy, các bác đi đâu mua được cái thảm đẹp như này mà giá là hợp lý nhá. Màu sắc của nó thì rất là sạch sẽ và đẹp nhá. Những cái màu này thì rất là sạch, các bác dùng không bao giờ lo bị bẩn nhá. Đấy. Giá là 45k, lên cho là thảm 5D. Giá là 45.000 thôi nhá. Đấy, rất sạch sẽ và đẹp cho các bác. À, các bác lên cho là phao nước nhá, lên cho là phao nước. Con này thì các bác dùng trong các hệ thống nước nhà mình đều là ok hết nhá. Đấy. Đây. Ở đây thì nó sẽ có đầy đủ cho các bác này, một phao này, rồi là một phao rồi một cái đầu vòi như này, một cái đầu vòi như này các bác này. Đấy, một cái đầu vòi như này. Thì con này nó rất là tiện luôn. Đấy. Nó có chế độ phao ở đây, các bác chỉ cần là kết nối với các cái đầu nguồn nước nhà mình là xong, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đây, đấy. Và cái này là đầu xả này, cái này là đầu xả ra nước này. Còn cái này là các bác kết nối với đầu nguồn nước nhà mình này. Đấy, nó đầy đủ
đầy đủ công năng cho bác luôn nhé. Đấy, đây các bác cắm vào như này và các bác xoáy vào cái đầu nguồn nước nhà mình là xong. Đấy, nó rất là tiện luôn nhé. Đấy, con này thì nó là thuộc dạng phao đứng nhá, phao đứng như này con này. Đấy, có tặng kèm các bác cả ấy luôn. Đấy, tặng kèm các bác cả băng tan luôn để về các bác xoáy nhá. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cái đầu vòi nước như mình là nhà mình là xong. Còn cái này là đầu xả nước ra này, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là lên mã giúp cho em là phao đứng nhá, phao đứng các bác. Đấy, lên cho em là phao phao nước nhá, phao nước. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy, đây. Nó rất là tiện các nhá. Về nhà các bác chỉ cần kết nối vào là xong thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Đây các bác nhá. Đó. Rất tiện các bác nhá. Đó. Về nhà các bác chỉ cần xoáy một đầu vào thôi. Còn một đầu là nó là đầu xả nước nhá. Đây. Đấy, các bác xoáy cái đầu này vào cho em này. Xoáy cái đầu này vào cái nguồn nước nhà mình này. Xoáy đầu này nguồn nước nhà mình này khi nó chạm lên là nó sẽ tự ngắt cho các bác, rất tiện dụng luôn. Đấy, còn cái đầu này thì các bác lắp vào để cho nó thành một cái vòi xả. Đây, thành một cái vòi xả như này, rất là tiện. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái các bác lên cho là phao nước nhá. Phao nước giá của nó sẽ là 70k cho con phao nước như này. Đó, lên cho em là phao nước, giá của nó sẽ là 70k. Đấy, các bác lên cho em là phao nước nhá. Đó. Phao nước, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho con phao nước này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips nhá, hàng của thương hiệu Philips. Đây, hàng của thương hiệu Philips cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, Philips các bác này, đó. Con này thì nó là hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V, đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là máy sấy tóc có nhá. Đấy, có quai đeo này, dây dài khoảng trên 1m có nhá. Đấy, ổ cắm một kiếc đàng hoàng, hàng của thương hiệu Philips đây. Cực kỳ chất lượng cho bác và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy sấy tóc nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy sấy tóc, đó, máy sấy tóc. Đây, coi lên cho em là máy sấy tóc nhá. Máy sấy tóc này, đó, máy sấy tóc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã cho em là máy sấy tóc nha. Con này đang bán 190k, hôm nay về cho bác giá chỉ còn 130k thôi nhá. 130k cho con máy sấy tóc như này nhá. Đấy, lên mã cho em là máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, chạy rất khỏe và êm luôn nhá, chạy rất khỏe và êm. Đây em sẽ cắm test thử cho bác xem này, con này chạy rất là thích luôn các nhá. Đấy, đây cắm thử cho bác xem luôn. Đấy, rất là nhanh nóng luôn các nhá, rất nhanh nóng luôn. Đấy, có ánh đèn hồng ngoại các bác. Đấy. Đấy. Có cả đèn hồng ngoại diệt khuẩn luôn các nhá. Đấy, rất là tốt luôn các bạn. Đó. Nó sẽ có hai tốc độ, 1 và 2 nhá. Đấy, 1 và 2. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 130.000 cho con máy sấy tóc này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con đèn nấm các nhá. Đấy, coi lên kia là đèn nấm. Con này thì nó là thể chế độ là cảm biến các nhá, cảm biến. Đấy, ban đêm thì nó sẽ sáng và ban ngày nó sẽ tắt. Đây em cắm cho bác xem này. Đó, ở đây ví dụ như là đây là em che đi thì nó sẽ là ban đêm nhá. Đấy. Đây em che cái mắt cảm biến này đi này. Đấy, đây. Đây, em che cái mắt cảm biến này đi là nó sẽ sáng này. Đó. Đây các bác nhá, đây em cắm vào điện này. Đấy, em chỉ cần bịt cái lấy đít này lại này. Ở đây nó sẽ có cái mắt cảm biến là cái đít này. Đây, có cái mắt cảm biến là đít này nhá. Đấy, em bịt nó lại thì nó tượng trưng cho là ban đêm nhá. Đấy, em bịt cái đít này lại này. Đấy, tượng trưng là ban đêm thì điện sẽ sáng này. Đấy, còn là đây em chỉ cần che đi này là nó sẽ sáng rồi các bác này. Đấy, nói chung là tối là nó sẽ sáng còn ban ngày thì nó sẽ tắt. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đó, lên cho em là đèn nấm nhá, đèn nấm. Hoặc là đèn cây nấm, đèn cây nấm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá đó là 30.000 cho con đèn cây nấm như này. Đấy, các bác lên cho em là đèn cây nấm nhá, nó sẽ là 30k. Đấy, ghế luôn. Lên cho em là đèn cây nấm nhá. Đấy, đèn cây nấm. Hoặc là đèn nấm là được rồi. Lên cho em là đèn nấm nhá. Đó, đèn nấm.
giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k trong cái đèn nấm như này. Đấy, giá của nó sẽ là 30k, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đây mã cho em là đèn nấm cô nhá, đèn nấm giá của nó sẽ là 30.000 cho một con đèn nấm như này đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô cái cầu lông cô nhá, cầu lông đấy. Đây, trước khi lên cầu lông thì em sẽ lên cho bác cái con đồng hồ đeo tay nhá, đồng hồ nhẫn. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhẫn. Con này thì nó vừa là đồng hồ vừa là nhẫn luôn, rất đẹp con này. Đấy, rất đẹp đây. Mặt số siếc rất đẹp luôn con này. Đấy, vừa làm đồng hồ vừa nhẫn luôn. Nam nữ đeo được hết các bác nhá, nam nữ đeo được hết. Đây, các bác chỉ cần xỏ tay này xong này, nó rất đẹp luôn. Nó rất nhỏ gọn xinh nhá, vừa là nhẫn trang trí vừa là đồng hồ luôn. Rất đẹp con này, nó rất đẹp. Đồng hồ chạy bình thường nhá, về nhà các bác chỉ cần rút cái lẫy nhựa ra. Rút cái lẫy nhựa ra là nó chạy không nhá. Đó, rút cái lẫy nhựa ra thôi là nó chạy các bạn. Đó. Đấy, coi nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là nhẫn đồng hồ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Một con nhẫn đồng hồ như này giá của nó sẽ là đây, đang chạy bình thường không nhá. Một con nhẫn đồng hồ như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã cho em là nhẫn đồng hồ, giá của nó sẽ là 60k. Đó. 60k cho một con nhẫn đồng hồ như này. Đấy. Lần này em về thì nó chỉ còn cái màu vàng như này thôi. Màu vàng này thôi các nhá. Lên cho em là nhẫn đồng hồ. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho con nhẫn đồng hồ. Đấy. Lên cho em là nhẫn đồng hồ này, nhẫn đồng hồ. Nhẫn đồng hồ giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô vật cầu lông nhá, vật cầu lông. Đấy, cái vật này thì em cũng nói trước với các bác là dòng này thì nó chỉ là đánh nhẹ nhàng thôi, các bác đánh ở nhà hoặc là để cho học sinh thôi. Đấy, đánh nhẹ nhàng ở nhà hoặc là cho học sinh thôi. Cái này thì hàng của Nhật nhưng mà nó thuộc cái dòng là bình dân thôi. Đấy, dòng bình dân thôi. Tại vì là nó chỉ có 150.000 một bộ thôi. Đấy, chỉ có 150.000 một bộ thôi cho nên là nó là dòng bình dân. Đấy, dòng bình dân thôi chứ không phải là dòng quá cao cấp thôi nhá. Đấy. Thì các bác đánh ở nhà. Đấy, đánh ở nhà hoặc là các bác đánh gọi là cho đánh ở nhà hoặc là cho học sinh mang đi học, đấy, hoặc cho các em thể thao ở nhà thì rất là tốt luôn. Đấy, giá thì một cái đôi vợt như này, đấy, vợt của nó cũng tương đối là căng nhá, vợt tương đối là căng và vợt này là khá là dài nhá, khá là dài. Vợt này là vợt tiêu chuẩn quốc tế đấy các bạn, vợt tiêu chuẩn quốc tế chứ không phải vợt thường đâu. Quánh cũng cực kỳ là chắc tay luôn, đấy, đánh chắc chắc tay lắm. Nhưng mà lưu ý các bác là dòng này thì chỉ đánh ở nhà thôi chứ không thể đi thi thố hay là nói chung là đánh chuyên nghiệp là không được đâu. Lúc các bác mua về các bác lại chê là hàng kém chất lượng, cái này thế nọ, nó mất công tại vì cái này nó rất là cồng kềnh, đóng đi đóng về tiền ship rất là nhiều, rất mất là nhiều. Xong đến nơi các bác chê các bác không lấy thì nó tội thân em ra. Đó, lên cho em là vợt cầu lông nhá, vợt cầu lông. Đấy, vợt cầu lông đó. Vợt cầu lông, cái vợt cầu lông thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150k nhá. 150k cho cái bộ vợt cầu lông như này. Đấy, 150.000 một bộ nhá, 150.000 một bộ. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship. Các bác lấy thêm món gì nữa là bên em sẽ bao ship, đủ 200 là bao ship. Đây, có cả túi đựng cho bác nhá, túi đựng rất là xịn sò và lịch sự luôn. Các bác có thể mang đi thể thao này. Đấy, hoặc cho trẻ con mang đến lớp học này. Đấy, em hàng về cái là cu cò mang đến bộ đi đến lớp học luôn nhá. Giá thì chỉ có 150k thôi. Lên cho em là vật cầu lông nhá, vật cầu lông. Giá của nó sẽ là 150.000 bộ này. Có màu xanh, có màu hồng. Đấy, các bác muốn lấy màu nào thì lấy cho nam cho nữ thì các bác có thể vào chọn màu hoặc là tùy theo nhu cầu sở thích thôi nhá. Đấy, lên trên là vật cầu lông, giá thì chỉ có 150.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng vật muỗi, thì hôm nay bên shop về hai mẫu. Đấy, đầu tiên thì em lên cho các bác đó là cái con vật gấp này. Đấy, đây một con vật gấp rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác có thể gấp gọn vào như này hoặc xòe ra tùy theo nhu cầu của các bác đấy. Đấy, gấp gọn này, gấp gọn các bác có thể để như này sau đó thì bật cái tính năng bắt muỗi lên đó, bật thêm cái tính năng bắt muỗi lên. Đấy, như vậy là khi con muỗi nó bay vào là nó sẽ bị chập điện thôi nhá. Đấy, nó sẽ bị chập điện thôi. Đây, ví dụ đây là con muỗi nó bay vào này. Đấy, con muỗi nó bay vào đây. Đấy, ví dụ con muỗi nó bay vào. Đấy, nó sẽ bị chập điện con này. Đấy, chập điện nhá. Đó, còn các bác bắt muỗi thì các bác lại giả ra thà làm thành một chiếc vật thông thường. Đây, các bác xoay ra như này cho em, xoay này là một chiếc vật thông thường để các bác vật muỗi nhá. Các bác đẩy cái tính năng này lên. Đấy, đẩy lên, sau đó thì mình làm vật muỗi các bác này. Đấy, làm vật muỗi nhá. Đấy, nó cũng chập rất là mạnh luôn các bác theo. Đó, đánh rất mạnh luôn nhá. Đấy, đánh rất mạnh luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Các bác có thể để dưới đất như này, để dưới đất này hoặc treo lên tường, nó cũng rất là tiện nhá. Con này thì quá lên cho là vật gốc nhá. Con vật gốc này thì giá chỉ có 100k thôi.
qua lên mã treo là vọt gấp, giá là 100.000, giá rất là tốt cho bác luôn nhé. Đó, lên treo là vọt gấp, giá nó sẽ là 100k cho một con vọt gấp như này đấy, 100.000 cho con vọt gấp như này nhá. Con này thì nó rất là tiện dụng rồi để các bác sử dụng nhá. Đó, gấp gọn, lên treo là vọt gấp nhá, nó tặng kèm một dây sạc thôi, vọt gấp giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con vọt gấp như này. Đó, 100k cho con vọt gấp này nhá, hàng cực kỳ chất lượng và giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho là vật hộp nhá, vật hộp này đấy, vật hộp con này thì vật hộp nhá, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150k nhá, 150k cho cái vật hộp như này đấy, 150.000 cho một cái vật hộp như này các bác nhá. Đấy, cái này thì cũng rất là tiện con này đấy, đây ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái đốc sạc luôn, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Đây đấy, đây các bác nhìn nguyên cái đầu này của nó là các bác đã biết rồi chất lượng của nó rồi. Đây, bốn con ốc như này, bốn con ốc như này. Đây, đẩy lên là nó sẽ ăn chân sạc con này. Đấy, đẩy lên ăn chân sạc con này. Đó, đây, có nhá. Đấy, chập điện cực mạnh luôn, cũng có tính năng là bắt muỗi tự động này. Đấy, và tính năng là vật muỗi này. Đấy, cái gì? V21 á, không có 45 đâu. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Đây các bác này. Đấy, đây, đấy, chập muỗi rất là mạnh luôn. Và sạc thì các bác cắm cái này vào cái cổng USB này và cắm cái đế này, cắm cái đế vào cho em này. Đó. Đấy. Đây nhá, đấy, cắm đế vào, có chế độ báo pin cho bác nhá, có chế độ báo pin cho bác luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vật gấp như này, à vật hộp như này nhá, giá của nó sẽ là 150.000. đấy, con này hàng cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, đấy, đây rất chắc chắn cho các bác nhá, rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đây đấy, đây các bác này, rất chắc chắn, cứng cáp nhá. Đấy, cứng cáp lắm, nguyên cái đầu này của nó chèn cho các bác là bốn con ốc cơ, bốn con ốc cho nên rất chắc chắn nhá. Nó sử dụng pin 16850, các bác có thể thay thế nhé. Còn sạc thì các bác chỉ cần sập vào cái này là xong, sập vào cái này, cắm vào cổ USB đây, để lên như này là sạc các bác nhé, rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là vật hộp nhá, vật hộp giá sẽ là 150.000 cho con vật hộp như này. Rồi ok, đó là 170.000. Lên cho em là cối xay inox, con này là 2 lít nhá các bác nhá. Đấy, lên cho em là cối xay inox này, đó nó bằng inox mà, đó cối xay inox. Đấy, 2 lít, con này đang bán là 170k, đợt này về cho bác giá chỉ còn 150k thôi nhá, 150k cho con cối xay inox như này các bạn. Đấy, đây sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cối xay này. Đấy, một cối xay này. Đấy, con này sử dụng điện 220 các bác nhá, sử dụng điện 220, hàng dùng cực kỳ là ngon luôn. Cho anh tờ đơn, các bác lên cho là cối xay inox nhá. Đây đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, thân của nó thì sẽ là bằng inox như này, thân của nó bằng inox như này. Đây là cái bộ cánh của nó này, là cái bộ lưỡi của nó đây, bộ lưỡi của nó rất là khỏe luôn nhá. Đây đấy, một con cối xay inox như này. Đấy, hàng rất dày dẫn và chắc chắn nhá, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã cho em là cối xay inox nhá. Đấy, đấy, cối xay inox 2 lít em đang bán là 170, đợt này về cho bác giá còn 150.000. Đây cho em là cối xay inox nhá, đó cối xay inox này, đó giá sẽ là 170.000 về cho bác, giá thì còn 150k thôi. Lên em là cối xay inox 2 lít nhá, con này dung tích của nó là 2 lít thôi nhá. Đó, các bác nhớ cho em một trong hai yếu tố, một là cối inox, hai là cối 2 lít. Đấy, lên mã lên đơn thì các bác nhớ cho em. Đó, thì em sẽ xay đá cho bác xem nhé. Đây là đá khô nhá, đá khô là một trong những cái loại là rắn nhất rồi, có nhá, rắn nhất trong các cái loại thực phẩm này có nhá. Đây, bác thấy không, bỏ vào cái keo này thôi, đá khô nhá. Rồi, em sẽ bỏ vào em xay cho bác xem. Đây, các bác này, đây. Đá khô các bác nhá, đó, ok chưa? Rồi, em sẽ cho vào em xay cho bác xem nhá. Đó, một con cối xay inox như này nhá. Đấy, cho vào cho xay cho bác xem. Đó, rất là ngon luôn nhá. Đấy, con này nó sử dụng điện 220 nhá, sử dụng điện 220 bình thường, cho nên là các bác dùng nó rất là đơn giản thôi. Đây, các bác chỉ cần là nhấp này, nhấp này. Ở đây thì nó sẽ có hai số, số 1, số 2 nhá, có số 1, có số 2, các bác nhấn bên nào thì nó ăn bên đấy nhá. Có hai số 1, số 2, nhấp bên nào ăn bên đấy. Đây các bác không? Thấy không? Đây, cái bát của nó là bát bằng hình sao như này, cho nên là nó rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, đây. Đấy, như vậy là chỉ có sau có 30 giây thì các bác nhá. Đấy. Chỉ có sau có 30 giây thôi là đá đã vụn ra thành ấy rồi. Đá đã vụn ra thành bột rồi các bác này. Đấy, đây con này. Đấy. Đá vụn ra thành bột như này các bác nhá. Đó. Chỉ có 30 giây thôi, đá đã vụn ra thành bột như này. Đấy, đá vụn ra thành bột như này. Và cánh quạt, đấy, cánh lưỡi của nó không có hề hấn gì đâu nhá. Đấy, cánh lưỡi không hề hấn gì luôn, các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đấy, không có hề hấn gì, không cong vênh, không sứt mẻ gì nhá.
Con này các bác dùng để xay thịt, xay tôm, xay cá, xay đa thiên năng được hết nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con cối xay như này các bác nhá. Đấy. Lên theo là cối xay inox nhá, cối xay inox. Đấy. Giá của nó sẽ là 150k, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó. Cối xay inox đấy. Các bác lên đúng mã cho em nhá. Đấy. Lên cho em là cối xay inox, giá của nó sẽ là 150.000. Đây. Su 304 anh em nhá, Su 304. Đấy, cối xay inox 150.000. Có cái Osaka dài nào ngoài không? Hả? Tiếp theo nhá, thì em lên cho các bác cái máy xay Osaka nhá. Qua lên cho em là máy xay Osaka này. Đấy. Con này thì nó bằng nhựa. Con này thì nó nhỏ gọn hơn, một chút thôi. Đấy, nó nhỏ gọn hơn một chút. Đấy. Con này thì nó bằng nhựa hết các nhá, bằng nhựa hết. Con kia thì của nó sẽ bằng inox, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Nó có hai con. Con này thì giá của nó sẽ là 160.000. Qua lên cho em là máy xay Osaka nhá. Đấy, máy xay Osaka. Đó. Máy xay Osaka. Đấy, Osaka. Giá của nó sẽ là 160k. 160.000 con này nhá. 160.000. Cho con máy xay Osaka này, đợt này cũng về cho bác giá chỉ còn là 145k nhá, 145k. Đó. 145k cho con máy xay Osaka này coi nhá. Đó. Đợt này về cho các bác giá rất tốt luôn. Đó. Con này em cũng đang bán ở 160.000. Về cho các bác giá còn 145.000 nhá, 145.000. Đây. Đấy. Đây là cái cánh của nó này. Đấy. Con này thì dung tích của nó sẽ nhỏ hơn một chút nhá. Con này dung tích của nó chỉ được khoảng là đi 800 đến 1 lít thôi coi nhá. Đấy, khoảng 800 đến 1 lít thôi. Đấy. Nhưng mà nó nhỏ gọn tiện dụng hơn. Thì tùy theo các bác, nhu cầu các bác muốn dùng con nào nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng nhà mình thì mình dùng. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là sử dụng điện 220V và 1800W nhá, 1800W. Còn con cối xay inox này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít và sử dụng công suất của nó là cũng điện 220V và 200W nhá, 200W. Một con là 200W, còn con này thì nhỏ hơn một chút là 1800W. Đấy. Đây, bây giờ thì cũng vẫn là đá khô thôi, vẫn là đá lộng, đá đông thôi. Thì em sẽ tiếp tục xay cho các bác xem nhá. Đây. Đá đây. Đấy, những cái viên đá đây. Những viên đá trong vắt luôn. Đấy, đá già quá già rồi nhá, đá quá già rồi nhá. Bây giờ em sẽ cho vào nhá để thử xay cho bác xem nhá. Đó. Thử xay cho bác xem luôn. Đấy, đây, các bác đậy vào này. Đấy. Cho nó sập lẫy vào này. Ok chưa? Con này thì nó chỉ có một nấc thôi các bác nhá. Nó chỉ có một nấc thôi. Đó. Bỏ cái ấm pha trà cho anh tí nước mà. Nó chỉ có một nấc thôi các bác nhá. Đấy, nó chỉ có một nấc thôi. Đấy, cái này. Đấy, nó chỉ có một nấc thôi các bác nhá. Đây em sẽ test thử cho bác xem luôn này. Đấy, đây nhá. Con này nó sử dụng điện 220 nhá. Đó, sử dụng điện 220. Các bác không thích dùng con kia thì dùng con này, nó sẽ nhỏ gọn hơn, cho một tí thôi, dính. Đấy. Đấy, coi nhá. Đó, nó sẽ nhỏ gọn hơn rất nhiều. Đây. Đấy, các bác theo, đây. Em chỉ xay có cũng khoảng là 30 giây thôi. Khoảng là 30 giây thôi là đá nó mịn ra hết rồi. Đấy. Con này các bác có thể dùng để xay cua, xay cá, xay thịt, xay tôm, xay tép, xay các loại xay luôn các bác nhá. Đó. Xay rượu, xay bia, ok các bác nhá. Đó, đều ok hết nhá. Đấy. Thì đây. Nó mịn như tuyết luôn này các bác này, mịn như tuyết luôn. Đó. Rất là ngon lành nhá. Đấy, con này thì dung tích của nó khoảng là 800ml gì đấy, khoảng 800ml gì đấy nhá. Nó nhỏ gọn thôi. Con này thì nhỏ gọn. Các bác dùng làm các cái công việc mình cần nhỏ gọn thì dùng con này. Đây. Đấy, những cái cánh cây của nó cũng rất là chắc chắn luôn nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn, 145.000. Lên cho em là máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Còn con này, con kia thì là cối xay inox rồi. Đấy, cho nó khỏi nhầm tên nhau. Đó. Và cũng sử dụng điện 220 nhá. Nó cũng sử dụng điện 220 các bạn. Chạy rất là khỏe và êm luôn. Cánh quạt, cánh kiếc cực kỳ là cánh lái các thứ cực kỳ là ngon luôn nhá. Rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em các bác giá cực kỳ hợp lý luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka nhá, 145.000. 145.000 cho con máy xay Osaka như này các bác nhá. Đó. Rồi 145.000 con máy xay Osaka. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm. Đó là cái khăn bếp các bác nhá. Đấy, coi lên kia là khăn bếp. Thì một cái bộ khăn bếp như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 25.000 các bác nhá. 25.000 cho một cái khăn bếp như này các bác này. Đấy.
giá của nó sẽ là 25k. Một bộ này của nó sẽ bao gồm là một bịch này là 10 chiếc nhá, 10 cái. Bịch này của nó là 10 cái nhá. 25k. 25k cho một bịch 10 cái như này. Đấy. Kích thước của nó là 20 x 20 cm nhá. 20 x 20 cm. Đó. 20 x 20 cm, một bịch 10 cái. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đây, đấy, đây các bác này. Đây. Đây nhá. Đó. Chất liệu bằng bông các bác nhá, chất liệu bằng bông. Thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Các bác có thể dùng để lau bát, lau bàn, lau ghế, lau cửa kính, rồi nói chung là lau muốn lau cái gì cũng được. 25.000 cho 10 khăn như này. Hoặc là để ăn cơm, ăn cỗ, nhà có khách các bác bỏ ra, đưa cho mỗi người một cái để lau tay, lau mồm, ăn thịt gà, thịt chiếc lau nó rất là tiện nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn nhá. Đó. Giá rất hợp lý quá nhá. Đấy, một cái bộ khăn như này nhá, một cái bộ khăn như này. Giá bên shop đang gửi tới cho các bác, giá chỉ có cho các bác là một cái khăn như này nhá, giá chỉ một hộp, một túi khăn như này giá chỉ có 25k thôi. 25k cho một túi khăn như này thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là khăn bếp nhá, khăn bếp. Đấy. Lên cho em là khăn bếp nhá. Đó. Khăn bếp giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cái khăn bếp như này. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cốc cốc gì nhỉ? Cốc ủ nóng nhá. Lên cho em là, các bác lên cho em là cốc ủ nóng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới, đưa cho anh tờ giấy. Gửi tới các bác giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là cốc ủ nóng nhá, giá của nó sẽ là 90k. Đấy, các bác lên cho em là cốc ủ nóng này. Đó. Cốc ủ nóng, giá của nó sẽ là 90k cho con cốc ủ nóng như này. Đấy, cốc ủ nóng giá của nó sẽ là 90k các bác nhá. Cốc ủ nóng giá là 90.000. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đế như này nhá, một cái đế như này. Nó cũng sử dụng điện 220V nhá, sử dụng điện 220V và nó sẽ có một cái công tắc ở đít. Có một cái công tắc ở đít như này nhá. Đây có một cái công tắc ở đít này các bác này. Đấy. Và các bác uống trà, uống cà phê, uống ngũ cốc hay là uống các loại thì các bác chỉ cần là các bác sẽ được tặng kèm một cái xìa này nhá, một cái xìa như này. Đó. Chỉ cần là cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc vào đây pha. Sau đó thì các bác chỉ cần đặt lên đây thôi. Đó, đặt lên đây. Đó. Đặt lên đây và các bác hơi nhấn nhẹ như này, nhấn nhẹ như này cho cái công tắc này nó ăn xuống này. Đấy, khi các bác nâng lên là công tắc nó sẽ bỏ này. Khi các bác đặt lên này, nhấn nhẹ này là cái công tắc nó sẽ ăn xuống, là đèn báo nó lên này. Các bác thấy không? Nhấn nhẹ này nó lên này. Đó. Nhấn nhẹ này nó lên các bác nhá. Đó. Đấy là các bác cứ nhấn nhẹ này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đây đèn báo nó lên đây. Đấy, đèn báo nó lên các bác nhá. Đó. Đây, đấy các bác thấy không? Nhấn nhẹ này là cái đèn báo nó sẽ lên, là bắt đầu nó sẽ hoạt động nhá, là nó sẽ giúp ủ nóng cho cái cốc này, và lúc nào nước của các bác ở bên trong đấy, ngũ cốc hay là cà phê hay là trà nó liên tục là nóng, đặc biệt là mùa đông, miền Bắc mùa đông thì nó rất là nhanh lạnh, cho nên các bác dùng con cốc ủ nóng này thì rất là ok nhá. Lên cho em là cốc ủ nóng nhá, giá của nó sẽ là 90k, nó sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Lên cho em là cốc ủ nóng nhá, giá thì chỉ có 90.000 cho một cái bộ này thôi. Đó, bao gồm cho các bác là một đế như này, một đế như này dây dài khoảng là 70 phân. Đấy, cộng với là một cái cốc như này. Đấy, một cái cốc như này rất xịn sò luôn. Lên mã tiêu là cốc ủ nóng nhá, cốc ủ nóng. Giá của nó sẽ là 90.000. Đó, 90.000 cho con cốc ủ nóng này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cưa gấp nhá. Cưa gấp thì đợt này bên shop về cái lô này nó sẽ là màu xanh nhá, và hàng của thương hiệu Hitachi các bác nhá. Đấy. Hàng của Hitachi các bác này. Đấy. Đây. Hitachi. Đấy, Japan các bác nhá. Đó, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đấy. Cái phần lưỡi của nó thì nó vào khoảng là đi 25 cm các bác nhá. Đó. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là, các bác lên cho em là cưa xanh nhá, lên cho em là cưa xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k. Lên cho em là cưa xanh nhá. Đó, cưa xanh. Giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho một con cưa xanh như này. Đấy, rất đẹp luôn, cán màu xanh này, hàng của hãng Hitachi anh em này. Đấy, Hitachi. Ok chưa anh em? Đây. Đấy, Japan anh em này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Của nó là nó sẽ là thiết kế theo cái dạng cưa mở hình hạt bông như này. Khi các bác cưa nó rất là tiện dụng luôn. Đó, rất tiện dụng luôn anh em nhá. Đó, rất nhỏ gọn và tiện dụng nhá. Đó. Giá thì siêu tốt cho anh em luôn. Giá siêu tốt cho anh em luôn, một con cưa gấp đẹp xịn sò như này nhá. Một con cưa gấp đẹp xịn sò như này nhá. Giá bên shop đang gửi tới anh em nhá, giá chỉ có là 65.000 thôi. Đấy, đánh tách luôn, rất là ngon luôn nhá. Đây. Nhỏ gọn tiện dụng nhá. Các bác có thể bỏ vào trong túi để mang đi
làm vườn, làm cây, làm cối, hoặc là nói chung là đi đâu cũng được, rất là tiện luôn. Đấy, hoặc là bỏ trong cốp xe máy, xe đạp, rồi nói chung là đa di năng được hết nhé. Đấy, rất nhỏ gọn luôn, các bác theo. Đấy, lên cho em là cưa xanh, giá sẽ là 65.000 cho một chiếc như này. Đấy, 65.000 cho một chiếc như này. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Gấp ra gấp vào là các bác đã thấy cái chất lượng của nó rồi, thành tách luôn các nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Lên cho em là cưa xanh, giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000 đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop cũng về cho các bác một cái lô cái kéo của Nhật đây. Có lên cho em là con này thì lên cho em là tỉa 25 nhá. Đấy, con này thì chắc là nó dài khoảng là khoảng 25 cm. Đấy, nó dài khoảng 25 cm. Thì con này các bác lên cho em là tỉa 25 nhá. Đấy, tỉa 25. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn các nhá. Đó, tỉa 25. Đây. Đấy, các bác lên cho em là tỉa 25 nhá. Con này thì hàng về đợt này giá rất là tốt cho bác luôn. Một con kéo tỉa 25 như này nhá. Giá của nó chỉ có 80k này nhá. 80.000 cho một con tỉa 25 như này con này. Đấy. Các bác lên cho em là tỉa 25. Giá của nó sẽ là 80k. Đấy, như vậy là các bác mua một con cưa, một con kéo như này về để làm vườn mới hết có một hơn 100.000, hơn 100.000 các nhá. Đó. Con này thì các bác dùng để tỉa dăm này. Đấy. Rất sắc các bạn, sắc lắm luôn con này. Về để tỉa dăm hoặc những cái cành nhỏ nhỏ bằng ngón tay như này. Bằng ngón tay là nó cũng cắt được hết các nhá. Đấy. Những cành nhỏ nhỏ bằng ngón tay cũng cắt được hết các nhá. Đây, lò xo chữ V nhá. Hàng rất dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, các bác lên cho em là tỉa 25 nhá, tỉa 25. Đây, Japan này các bác này. Đó, Japan. Lên cho em là tỉa 25 nhá. Tại vì nó dài khoảng 25 cm. Lên cho em là tỉa 25. Giá thì nó sẽ là 80k. Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa 25 này. Đó, kéo tỉa 25 nhá, kéo tỉa 25. Giá thì nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái chiếc kéo tỉa 25 như này. Đấy, đây các bác nhá. Đây, lên cho em là kéo tỉa 25 nhá. Giá của nó chỉ có 80.000 thôi. Quá rẻ luôn em các bác nhá, quá rẻ luôn. Đó. Một con kéo tỉa 25 như này, giá chỉ có 80k thôi nhá, 80k. Rồi, ok. Các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ 6 lọ gia vị các bác nhá. Giá sẽ là 140.000. Đấy. Các bác lên cho em là bộ 6 lọ nhá. Đấy, 6 lọ. 6 lọ đựng gia vị như này. Bộ này thì các bác có thể quay tròn được như này, quay tròn như này rất là tiện các bác này. Đấy. Bộ này các bác có thể quay tròn được luôn, nó rất là đẹp và tiện dụng này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có 6 lọ liền. Các bác chỉ cần xoáy nắp ra như này thôi. Đổ gia vị vào, đổ muối mắm mì chính vào, sau đó thì các bác xoáy cái nắp này lại này. Và khi các bác tra thì các bác có thể là đây. Đấy, xoáy cái nắp này để mình tra này, hoặc là nó có cả lỗ đây. Nó có cả lỗ nhỏ này, lỗ nhỡ và lỗ vừa này. Cái này thì các bác đủ để đủ cho em gia vị luôn. Đấy, mì chính này, bột canh này, hạt nêm này, hạt tiêu này, rồi là mắc khén này, hạt dổi này. Nói chung là tất cả các loại gia vị. Đấy, ở đây nó sẽ có 6 lọ liền. Đấy. Các bác lên cho em là 6 lọ gia vị nhá. Đấy, lên cho em là bộ 6 lọ gia vị. Đấy, bộ 6 lọ gia vị. Đấy, giá thì chỉ có 140.000 cho 6 lọ này thôi, 140.000 cho 6 lọ này nhá. Đấy. Tất cả đều bằng inox hết, nắp niếc của nó bằng inox hết. Đít của nó có thể xoay được luôn, rất đẹp luôn này các bác này. Đấy. Các bác có thể xoay đi như này để mình lấy để trên bàn bếp này hoặc để trên bàn ăn nhé. Sau đó thì mình xoay đi như này, mình sẽ lấy tùy ý này. Ngoài ra thì nó là bằng thủy tinh rất là sạch sẽ. Các bác có thể xoay như này để mình điều chỉnh này. Đấy, xoay này để mình điều chỉnh để mình tra này. Đấy, độ cầm nắm của nó rất là vừa xinh luôn, vừa tay luôn. Sẽ có cho các bác là một là lỗ to hẳn này, một là lỗ to hẳn như này, hai là lỗ nhỡ như này, ba là lỗ nhỏ hẳn như này. Để tùy theo các bác muốn tra như nào thì mình tra. Và nắp thì mình sẽ xoáy ra trực tiếp như này để mình đổ vào nhá. Rất là tiện luôn. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng. Giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là 6 lọ gia vị nhá. 6 lọ gia vị. Đấy. Lên cho em là 6 lọ gia vị. Giá của nó sẽ là 140.000. 140.000 cho một cái bộ 6 lọ gia vị như này các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Về các bác có thể để trên bàn bếp nhà mình trang trí. Đấy, vừa đẹp vừa tiện dụng vừa sạch sẽ nhá. Đấy. Tiện dụng. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thanh cày dao các nhé. Các bác lên mã giúp cho em là thanh cày dao. Một cái bộ thanh cày dao như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi. Giá thì vẫn là giá rất là tốt để gửi tới các bác luôn. Đấy. Có tặng kèm các bác cả ốc luôn. Đây, có cả ốc về các bác chỉ cần bắt vít vào thôi. Thanh cày dao nhé. Chiều dài của nó sẽ là 45 cm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho cái thanh cày dao như này. Lên mã giúp cho em là thanh cày dao nhé. Đó. Thanh cài dao này dài là 45 cm, đó 45 cm. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá, 100k cho cái thanh cài dao như này. Giá sẽ là 100k nhá, 100k cho cái bộ thanh cài dao như này. Đấy, 100k quá nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ chiều dài là 45 cm, tất cả đều bằng inox 304 này. Đấy, ở đây nó sẽ có 1 2 3 4 5
5 cái móc như này để cho các bác móc này. Và đây nó sẽ có cái phần dắt vào, các cái phần để các bác dắt vào nhá. Nó rất là tiện dụng và đẹp luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho các bác nhá. Giá rất là hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao nhá, thanh cài dao. Giá thì chỉ có 100.000 cho cái thanh cài dao này thôi. Dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng các bác. Inox 304. Đây, Su 304, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn nhá. Rất tuyệt đẹp luôn, hàng cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Đó, đây. Inox 304 sáng bóng đẹp. Các bác dắt dao vào đây cho em, dài là 45 cm nhé. Vừa dắt dao, vừa treo xong nồi, vừa treo đồ đàn được hết luôn. Giá thì cực kỳ là tốt các bác nhé. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác, giá chỉ có cho các bác là đi 100k cho cái mã thanh cài dao này thôi. Giá rất tốt luôn các bác. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thùng đựng gạo có nhá. Các bác lên xem là thùng đựng gạo. Đấy, giá của nó sẽ là 180.000 cho cái thùng đựng gạo như này. Hàng của công ty nhựa Việt Nhật các bác nhá. Hàng của công ty nhựa Việt Nhật. Đấy, nhựa Việt Nhật, hàng cao cấp cho các bác luôn. Đấy, thùng đựng gạo. Giá của nó sẽ là 180.000 cho một con thùng đựng gạo như này. Đấy, nó sẽ có hai màu thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đây, em sẽ khui ra cho các bác xem. Cái này thì nó lắp đặt sẵn rồi, nó không như cái mẫu cũ thì về các bác phải tự lắp đặt nó sẽ mất công. Mẫu này nó lắp đặt sẵn rồi, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, các bác nhé. Các bác giở ra này. Ở đây thì các bác sẽ được tặng kèm một cái ca rất to để mình đong gạo này. Đấy, đây. Ca rất to nhá. Hàng Việt Nhật này. Đấy, liên kết giữa Việt Nam và Nhật Bản này. Đấy. Đây, rất chất lượng luôn. Đây. Hokori các bác nhá. Đấy. Con này thì đựng của nó sẽ là được 10 cân nhá. Đựng được 10 cân gạo. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, về nhà thì bình thường các bác chỉ cần là đổ gạo đây cho em là xong. Đấy, 10 cân gạo. Mỗi lần mua thì các bác cứ 10 cân một hết mình lại mua. Đấy, sau đó thì khi mình lấy gạo thì mình chỉ cần nhấn cái nút này thôi. Nhấn cái nút này là gạo nó sẽ ra nhé. Đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cái lẫy này, các bác nhấn phát là gạo nó sẽ ra và nó sẽ xuống cái bát này. Thì mình lấy cái bát này mình đong, sau đó thì mình đổ vào xo. Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Một con thùng đựng gạo này. Rất là chất lượng sạch sẽ nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn. Giá thì cực tốt cho bác luôn. Các bác có thể để trên bàn bếp này, hoặc là để các cái vị trí nào cho nó phù hợp với cái không gian nhà mình là ok nhá. Các bác cứ để trên bàn bếp ga ấy, mình lấy thì khỏi phải cúi lên cúi xuống nó mất công, chỉ cần ấn tay cái là xong. Đấy, một yến gạo các bác cứ đổ vào đây cho em là xong nhá. Đó, thùng đựng gạo 10 cân. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái thùng đựng gạo như này. Giá của nó sẽ là một cái thùng đựng gạo như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhé. Các bác lên cho em là thùng đựng gạo. Đấy, thùng gạo giá sẽ là 180.000 cái thùng gạo này. Con này thì rất là tiện luôn, các bác có thể mua để về mình sử dụng gia đình nhà mình, nó vừa sạch sẽ, bảo vệ khỏi bị kiến gián côn trùng nó xâm nhập vào cái thùng gạo nhà mình các bác nhé. Rất là tiện dụng luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá cực kỳ tốt nhé. Đấy, giá của nó thì chỉ có 180.000 thôi. Lên cho em là thùng gạo nhé. Thùng gạo giá của nó sẽ là 180k cho cái mã thùng gạo này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã quạt tích điện. Thì cái mã này thì bên em lên mã nó là quạt trắng các bác nhé, quạt trắng. Đấy, bên em có một cái mẫu quạt tích điện rồi và nó là màu xanh. Còn mẫu này thì các bác lên trên là quạt trắng. Giá của nó sẽ là 120.000 cho con quạt trắng này. Hàng cực kỳ chất lượng các bác, hàng cực kỳ chất lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc thôi nhá. Đấy. Có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này. Về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Các bác lên mã giúp cho em là quạt trắng nhá. Con này thì rất là mát luôn. Đấy. Rất mát luôn các bác. Đấy, nó sẽ có 3 cấp độ gió này. Đấy, số 1 này. Tắt quạt chân. Đấy, số 2 này và số 3 này. Đấy, để em sẽ thử cái độ tiếng gió nó kêu cho các bác nghe nhá. Đó, đây. Đấy, con này thì nó có thể ngoắt nghéo được như này. Đấy, rất là chất lượng các bác. Các bác để trên bàn thì thôi rồi luôn. Đây, số 1 các bác này. Đấy. Số 2 này. Đấy, số 3 các bác này. Gió khá là mạnh các bác nhá. Gió khá là mạnh, khá là mát luôn. Đó, đây. Đây, để em cho lên đây các bạn. Đó, đây em đang thổi trực tiếp đây nhá, thổi trực tiếp lên tóc này các bạn. Đó. Đây. Các bạn thấy không? Đây. Đấy, tóc bay phấp phới luôn rồi nhá. Đó. Đây. Rất là mát các bạn. Đó, rất mát luôn. Gió tương đối là mạnh các bạn. Đấy. Nó sẽ có 3 cấp độ gió. Đây. Số 1 này. Đấy, số 1 này. Đấy. Số 2 này và số 3 các nhá. Có 3 cấp độ gió cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt các bác, rất là tốt luôn.
thì một con quạt tích điện như này. Đấy, một con quạt tích điện như này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá là 120.000. Đấy, bác nghe cái tiếng gió nó kêu chưa? Đấy. Giá là 120k nhá. Bật lên, bật lên. Giá là 120.000. Các bác lên mẫu giúp cho em là quạt trắng nhá. Đấy, tại vì bên em có cả cái mẫu quạt xanh nữa. Mẫu này là nó màu trắng nên lên theo là quạt trắng. Giá của nó sẽ là 120k cho con quạt trắng này. Đấy. Con này của nó thì nó sẽ có thể ngót méo được như này. Đấy, rất là đẹp. Tặng kèm các bác một cái dây sạc nhá. Lên mã giúp cho em là quạt trắng, giá của nó sẽ là 120.000. Đấy. Các bác lên cho em là quạt trắng nhá. Quạt trắng giá của nó sẽ là 120k. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bác xuống tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái sản phẩm đó là cái ấm pha trà các nhá. Các bác lên cho là ấm pha trà. Đợt này thì nó về cái lô này là vỏ màu đen. Nó cũng vẫn là ruột màu đen thôi. Đấy. Còn cái vỏ này thì nó không quan trọng, nó về theo lô các bạn. Đấy. Ấm pha trà nhá. Đợt này thì về cho các bác giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. Đấy. Một con ấm pha trà như này. Bên trong của nó là Su 316 nhá. Đấy, inox 316. Inox 316 là một cái dòng inox cực kỳ là chuẩn luôn để cho các bác sử dụng trong cái việc ăn uống nhá. Đấy, các bác xoáy cái này vào cho em. Các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc vào đây mình pha được hết nhá. Đấy. Con này thì nó giữ nhiệt cho các bác luôn. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Bên trong thì bằng inox 316, bên ngoài thì bằng hợp kim sơn tĩnh điện, chỉ có cái phần này là bằng nhựa thôi. Khi các bác rót thì các bác xoáy cho em đúng cái gen và cái chiều này để mình rót này, ấn này mình rót này rất là tiện luôn. Con này giữ nhiệt các bác nhá. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 1 lít này, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Hàng của Nhật nhá. Giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh cho các bác luôn, giữ nhiệt, nóng lạnh cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là ấm pha trà. Mã này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Con này em đang bán 180.000 nhá. Đấy. Ấm pha trà này. Đó. Ấm pha trà em đang bán là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là 120k thôi. 120k cho con ấm pha trà này thôi các bác nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 120.000 cho con ấm pha trà như này. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhé. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại khác thì cũng đều là ok hết nhé. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, đây. Inox 316 này. Đấy, Su 316 các bác nhé. Lưới lọc của nó rất là dày. Lưới dày như này các bác kể cả các bác pha cà phê cũng ok. Cho em 1-2 thìa cà phê vào đây. Sau đó thì các bác rót nước vào đây. Thế là các bác đã có cà phê uống rồi các bác nhé. Rất là tiện dụng luôn. Nói chung là con này thì hàng đa di năng. Pha trà, pha cà phê rồi uống chè uống nước đều ok hết. Nếu các bác không muốn cho trực tiếp vào trong cái lưới này thì các bác có thể cho vào đây. Khi các bác rót thì nó vẫn là lọc cho bác nhá. Để cho trực tiếp vào ấm luôn cũng được. Nó sẽ vẫn lọc cho như các bác như bình thường. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. 120.000 cho con ấm pha trà như này. Giá quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy. Giá rẻ nhất thị trường cho các bác luôn, bao giá rẻ nhất thị trường cho các bác luôn. 120k lên cho mã theo là ấm pha trà các bác nhá. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bạt cái phủ máy giặt các bác nhá. Đấy, các bác lên trên là phủ máy giặt này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 50.000. Đấy, 50.000. Các bác về là các bác cứ đây, cái máy giặt nhà mình cái máy cửa ngang này các bác phủ lên là xong. Đấy, nó sẽ bảo vệ cho cái máy giặt nhà bác nó khỏi bị bụi bặm này, khỏi bị bẩn các thứ nhá. Đấy. Lên trên là phủ máy giặt nhá. Đây. Đấy, nó sẽ rất là to như này và nó sẽ có đầy đủ cho các bác để các bác chùm vào. Đây. Bác chùm qua và là xong. Đấy. Nó sẽ có ba mặt như này để các bác chùm nhá. Đấy, còn cái mặt đằng này nó sẽ có cả khóa cho các bác luôn. Có cả khóa để kéo như này, các bác có thể lật lên nhá. Đấy. Có khóa kéo luôn, các bác có thể lật lên rất là tiện. Thì khi nào không ấy nữa thì các bác lại kéo nó xuống. Còn khi nào dùng thì mình lại lật lên, rất là tiện thôi nhá. Đấy. Lên cho em là phủ máy giặt nhá, phủ máy giặt. Bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 50.000. 50.000 cho con phủ máy giặt như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó. Lên cho em là phủ máy giặt nhá. Giá là 50k. Đó. Phủ máy giặt này. Đấy. Lên cho em là phủ máy giặt. Phủ máy giặt này. Đó. Giá của nó sẽ là 50k các bác nhá. Đó. 50k trong chiếc này thôi. Lên cho em là phủ máy giặt, giá của nó sẽ là 50k. Đây các bác nhá, nó rất là tiện dụng luôn. Đó. Đấy, nó sẽ chống nước luôn các bác nhá. Đấy, các bác theo. Đấy, ra theo, rất tiện dụng luôn.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 50.000 thôi nha. Rồi ok. Mới toanh bên shop mới về đó là cái bộ xẻng làm vườn mini nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là cào xẻng làm vườn mini các bác nhá. Đấy, em gọi là mini tại vì nó rất nhỏ các bác nhá. Đây các bác xem này. Đấy, nó trong lòng bàn tay như này thôi. Không đến lúc về các bác xem video các bác lại bảo sao ta trông trên video to thế mà về nhà nó bé tí hin như này không nhá. Đấy. Con này nó là dòng mini thôi đây các bạn. Đấy, nó là mini thôi, em bỏ gọn trong lòng bàn tay như này là các bác biết rồi nhá. Gọn trong lòng bàn tay như này. Đấy. Các bác lên cho em là cào xẻng làm vườn nhá. Cào xẻng làm vườn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bộ này giá nó chỉ có 30.000 thôi các bác nhá. Đấy. Lên cho em là cào xẻng làm vườn nhá. Cào xẻng làm vườn giá là 30k. Đó. Cào xẻng mini. Cào xẻng mini nhá. Cào xẻng mini. Mini, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một bộ này. Đấy, 30k cho một bộ này các bác nhá. Đấy, cào xẻng mini nhá. Các bác lên cho em là cào xẻng mini nhá. Cái tên của nó đã nói lên tất cả rồi các bác nhá. Cái tên nó đã nói lên tất cả rồi các bác nhá. Đấy. Giá của nó là 30k các bác nhá. 30k thì cái bộ cào xẻng mini này. Cào xẻng mini các bác nhá. Đấy, 30k các bác nhá. Đó. Bộ này của nó sẽ là 30k cho bộ cào xẻng mini như này. Đấy, 30k các bác nhá. Đó. Bộ cũng bao gồm cho các bác là 3 chiếc các bác nhá. Bộ bao gồm là 3 chiếc các bác nhá. Đó. Giá thì nói chung là giá để cho các bác về các bác dùng thôi. Bộ này thì nói chung là cũng giá hợp lý rồi. Có 30.000 ba cái món mini này về các bác làm vườn rồi cuốc đất rồng cây các thứ. Đấy, cào đất rồng cây nói chung là ok. Nó nhỏ gọn này thôi, dài khoảng 15 cm thôi nhá. Đấy. Giá thì là 30k cào xẻng làm vườn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con quạt cổ các bác nhá. Các bác lên cho em là quạt cổ. Con này thì chuyên để đeo vào cổ thì các bác quạt nó rất là thích luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là quạt cổ. Con này thì nó sẽ có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này các bác nhá. Tặng kèm một cái dây sạc như này. Đấy, đây. Đấy, công tắc của nó ở đây các bác nhá. Công tắc đây. Đấy. Đấy, gió nó cũng rất là mát các bác. Đây. Đấy các bác nghe tiếng gió nó kêu này. Đấy. Có 3 số nhá, có 3 số. Đấy. Rất là mát đấy các bác nghe tiếng gió kêu là các bác biết rồi, rất là mát luôn các bác nhá. Đó, về mình đeo vào cổ nhá, rất là tiện dụng luôn. Đó, về các bác chỉ cần là đeo vào cổ này, đeo vào cổ hoặc là mình có thể là mình để cái vị trí nào phù hợp để nó thổi gió ra các bác nhá. Đây, gió nó sẽ ra từ cái những cái khe này. Đấy, từ cái khe này thì các bác cũng có thể để dưới mặt bàn nó sẽ thổi lên cho bác này. Đấy, hoặc là mình chụp trực tiếp vào cổ luôn. Đó, các bác lên xem là quạt cổ nhá. Đấy, rất là mát các bác. Đấy, rất là mát luôn. Đây, nó có dây sạc như này các bác nhá. Đấy, có dây sạc đây. Cái công tắc của nó đây các bác này. Nó sẽ có 3 số này. Đấy, 1 này. 2 này. 3 này. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Đó. Lên cho em là quạt cổ nhá. Lên cho em là quạt cổ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên trên là quạt cổ nhá, giá shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho cái quạt cổ như này, giá của nó sẽ là 90.000 thôi nhá, 90.000, hàng cực kỳ chất lượng luôn, có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này nhá, đây về các bác cắm một cái lỗ sạc này, đấy, có dây sạc thôi, còn về các bác tự cắm một cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá, lên mã giúp cho em là quạt cổ bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho con quạt cổ như này, đấy, 90.000 cho con quạt cổ như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con massage súng nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là súng massage nhá, súng massage. Đấy, nó hình cái súng như này. Đấy, bên em cũng bán rất là nhiều mã massage cho nên là nó hình cái súng này cho bên em gọi là súng massage nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là súng massage. Đó. Súng massage nhá. Đó, súng massage. Con này thì súng massage nhá, massage. Đấy. Con này trước đang bán là 240k, đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn. Giá của nó sẽ là 200k nhá, 200k và bao ship cho bác luôn nhá. 200k và bao ship cho con súng massage này nhá. Đấy. Giá cực tốt cho bác luôn. Đó. Giá chỉ có 200k, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó, một con massage như này. Thân lõi của nó đều là bằng đồng hết này, đây con này. Đấy. Dây là bằng đồng hết nhá, lõi dây bằng đồng hết, hàng cực đẹp, cực chất lượng cho bác luôn. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 đầu massage nhá. Đấy, 4 đầu massage. Đây. Đấy, một con máy massage này, pin cực kỳ khủng, hàng rất là nặng các bác nhá. Khi các bác bật thì các bác giữ lì phím cho em. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 đầu massage luôn. 4 đầu massage. Đây các bác giữ lì phím như này là nó sẽ chạy con này. Đấy. Đây. Đấy.
Vâng nhá, có cho các bác là 6 cấp độ luôn. Đấy, 6 cấp độ theo các bác sử dụng này. Đấy. Độ rung của nó rất là mạnh nhá. Độ rung của nó rất là mạnh luôn. Các bác có thể đấm vào các cái bắp tay, bắp chân này, bó cơ này. Đấy. Nói chung là tất cả các vị trí đều được nhá. Đó. Đấy, độ rung của nó khá là mạnh luôn. Đấy các bác theo. Đó. Rung rất là mạnh nhá. Đó. Các bác giữ lì thì nó sẽ tắt nhá và giữ lì nó sẽ bật nhá. Đấy. Lưu ý các bác là phải giữ lì các bác nhá, phải giữ lì cho em. Đó. Đây. Rất là chắc luôn, kết nối với các cái đầu này cực kỳ là ngon các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là súng massage nhá. Súng massage. Đấy, lô này thì hàng về cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Một con súng massage như này nhá, giá của nó chỉ có 200k thôi. Đấy. Đợt trước hàng thì giá cao, đợt này hàng về cho bác giá rất là tốt, về số lượng giá rất tốt luôn. Súng massage nhá, giá của nó sẽ là 200k và bao ship cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái ủng đi mưa các bác nhá. Đó. Các bác lên đã giúp cho em là ủng đi mưa thì lô này bên shop về cái màu của nó rất là đẹp. Đấy, nó lại là cái màu cao su. Màu cao su như này, đấy, màu cao su như này thì nó sẽ là có những màu đen hoặc là màu trong. Thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ có cả màu đen, cả màu trong luôn. Đây nha, đây nó sẽ có cả những cái màu trong như này các bác này, màu trong như này. Đó, con này thì các bác dùng để đi vào giày mưa. Ví dụ như là mình đi ở những cái khu vực nào đấy mà cần phải... bảo vệ cho giày tất của mình nó khỏi bị ướt, hoặc là giày dép của mình nó khỏi bị ướt, khỏi bị bẩn, thì các bác sử dụng con này cho em, nó rất là tiện nhá. Đấy, hàng của hãng cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, về các bác chỉ cần xả cái này ra, sau đó thì mình xỏ vào là mình đi thôi, rất tiện thôi nhá. Đấy, rất tiện luôn. Đây, đấy, xỏ vào, cỡ của nó rất là to, các bác có thể đi phủ lên hết cả đôi giày, đôi dép được hết thôi nhá. Đấy, xỏ cả đôi giày vào đây vẫn vừa, nó có cái độ giãn nhất định nhá. Đấy, cái giấy bóng này nó sẽ có cái độ giãn nhất định và ngoài ra thì nó sẽ rất là ôm chân. Các bác chỉ cần kéo cái này lên là xong. Rất tiện luôn. Đó. Có màu trong và màu đen như này nhá. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy. Có màu trong và màu đen như này. Cái này là màu trong này. Đấy, cái này là màu đen này. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đó. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k. Các bác lên trên là ủng đi mưa nhé. Đó, ủng đi mưa. Đó. Ủng đi mưa. Giá thì bên shop đang gửi tới bác là 100k cho cái ủng đi mưa như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho cái bộ ủng đi mưa như này các bác. Rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đó. Nó rất là tiện luôn các bác. Đấy, để các bác đi lại này. Giày dép vẫn sạch sẽ nguyên các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đây. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con ủng đi mưa như này, giá chỉ có 100k cho một bộ nhá. Lên xem là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100k nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái